thời trước thì chịu quá cơ đấy. Quỳnh nên còn cụ sinh nhà má, cụ sinh nhà má bảo nói là một việc đi, còn đi núp thực tế đúng ở trong như thế nữa bạn. Thanh Liên, con Lan đi thôi để đây. Rất là ngoan luôn. Đấy để cô cầm của bạn. Nước thiện. Nước thiện đấy. Cứ ngày ngày chỉ buổi này là các cháu nó mang đến. Nào thời các cụ mà thiện nói ơi. Tiếp. Bác bỏ đây đây. Ba bà. Hả? Ừ, bác đây rồi con ạ, bày ra mình lắm. Thế là được, vơi thôi. Cứ kỹ là được. À. Cứ nhấm nháp thế là được. Ăn thì bỏ quát. Thế mà bảo các cụ thế nào nữa nào? Thì các cụ bỏ cụ sinh nhà má của cụ tế tụng sau không được gọi chánh. Chánh là tên bốc nột, thì gọi tụng không thôi. Gọi chánh là người ta bắt. Thế thì bảo, đấy là nói là một việc, còn lúc thực tế, đúng y chẳng. Nói con đùa ấy, mà này. Thành phố đi chứ không phải quê hơi quê hơi mùa gì. Nào mà nhận xét một số điều rất là tích cực nào. Đấy, đẹp này. Đẹp. Nói năng nễ giáo, nề nối, gia phong, nhưng đi núp thực tế. Nào hai bác. Đấy, bác đi là các cháu được. Gọn gàng này, chữ nghĩa cái gì. Ơ cái này văn nhỏ. Không phải người quê. Thế mà này cũng